Tháng 8 năm 1945, chiến tranh thế giới lần thứ hai bước vào giai đoạn kết thúc. Phát xít Đức, Ý đầu hàng đồng minh. Hồng quân Liên Xô đánh tan đạo quân Quan Đông chủ lực của phát xít Nhật. Từ ngày 13 đến ngày 15 tháng 8 năm 1945, Hội nghị toàn quốc của Đảng Cộng sản Đông Dương họp tại Tân Trào, Tuyên Quang, nhận định cơ hội cho nhân dân Việt Nam giành quyền độc lập đã tới. Những điều kiện cho cuộc khởi nghĩa ở Đông Dương đã chín muồi. Ngay trong đêm ngày 13 tháng 8 năm 1945, Ủy ban khởi nghĩa toàn quốc gửi quân lệnh số 1 cho đồng bào và chiến sĩ cả nước nhanh chóng vùng dậy giành quyền độc lập. Ngày 16 tháng 8 năm 1945, Đại hội Quốc dân họp ở Tân Trào thông qua 10 chính sách lớn của Việt Minh. Thông qua lệnh tổng khởi nghĩa, quyết định quốc kỳ nền đỏ, ở giữa có sao vàng năm cánh, chọn bài Tiến quân ca làm quốc ca và bầu ra Ủy ban Dân tộc Giải phóng Trung ương, tức Chính phủ lâm thời, do Hồ Chí Minh làm chủ tịch. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gửi thư kêu gọi đồng bào và chiến sĩ cả nước. Giờ quyết định cho vận mệnh dân tộc ta đã đến. Toàn quốc đồng bào hãy đứng dậy đem sức ta mà tự giải phóng cho ta. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, hơn 20 triệu nhân dân Việt Nam từ Bắc đến Nam đã đồng loạt vùng dậy tiến hành cuộc tổng khởi nghĩa. Ngày 19 tháng 8, Hà Nội khởi nghĩa. Ngày 23 tháng 8, Huế khởi nghĩa. Ngày 25 tháng 8, Sài Gòn khởi nghĩa. Chỉ trong vòng 12 ngày đêm, trên đất nước Việt Nam, chính quyền đế quốc và phong kiến tay sai thống trị gần 100 năm đã bị đập tan. Cách mạng tháng 8 năm 1945 thành công. Lần đầu tiên chính quyền thật sự thuộc về nhân dân. Ngày 25 tháng 8 năm 1945, Chủ tịch Ủy ban Dân tộc Giải phóng Hồ Chí Minh đã đến Hà Nội. Ngày 27 tháng 8 năm 1945, theo đề nghị của người, Ủy ban Dân tộc Giải phóng do Quốc dân Đại hội ở Tân Trào cử ra được cải tổ thành Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Theo chỉ thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Ủy ban Dân tộc Giải phóng quyết định tự cải tổ, mời thêm một số nhân sĩ tham gia chính phủ đang cùng nhau gánh vác nhiệm vụ nặng nề mà quốc dân giao phó. Ngày 30 tháng 8 năm 1945 tại Huế, ông Trần Huy Liệu, Nguyễn Lương Bằng, Cù Huy Cận thay mặt Chính phủ lâm thời tuyên bố chấp nhận sự thoái vị của Bảo Đại và nhận ấn kiếm của nhà vua giao nộp cho chính phủ trước sự chứng kiến của hàng vạn đồng bào Thừa Thiên Huế. Ngày 2 tháng 9 năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chính phủ lâm thời đã làm lễ ra mắt quốc dân tại quảng trường Ba Đình, Hà Nội. Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ lâm thời đọc bản tuyên ngôn độc lập, trịnh trọng tuyên bố với quốc dân và thế giới: nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do và độc lập ấy. Ngày 3 tháng 9 năm 1945, Chính phủ lâm thời họp phiên đầu tiên do Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ tọa. Chính phủ thảo luận và tán thành 6 vấn đề cấp bách. 1. Phát động phong trào gia tăng sản xuất để chống nạn đói, mở ngay cuộc lạc quyên gạo để giúp đỡ người nghèo. 2. Mở chiến dịch chống nạn mù chữ. 3. Tổ chức càng sớm càng hay cuộc tổng tuyển cử với chế độ phổ thông đầu phiếu, soạn thảo hiến pháp dân chủ. 4. Mở chiến dịch giáo dục cần kiệm liêm chính để bài trừ thói hư tật xấu của chế độ thực dân để lại. 5. Bỏ ngay thuế thân, thuế chợ, thuế đỏ, tuyệt đối cấm hút thuốc phiện. 6. Ra tuyên bố tự do tín ngưỡng và đoàn kết tôn giáo. Sau khi giành được độc lập, nhà nước Dân chủ Cộng hòa non trẻ chẳng những phải giải quyết những hậu quả về kinh tế, xã hội do thực dân phong kiến để lại, mà còn phải đối phó ngay với nạn ngoại xâm. Ngày 17 tháng 10 năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh với tư cách Chủ tịch Chính phủ lâm thời Việt Nam Dân chủ Cộng hòa gửi điện văn tới Tổng thống Mỹ Harry Truman khẳng định địa vị pháp lý của Việt Nam trong các quan hệ quốc tế, trong giải quyết các vấn đề của Việt Nam và khu vực. Trong công điện gửi tướng De Gaulle, người đứng đầu chính phủ Pháp, điện văn gửi Chủ tịch Quốc hội Pháp, điện văn gửi Hội nghị Liên Phi, các điện văn gửi thống chế Tưởng Giới Thạch, thư gửi Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ và trong các cuộc trả lời phỏng vấn báo chí trong và ngoài nước tháng 9 và tháng 10 năm 1945,
Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn luôn khẳng định chủ quyền của Việt Nam, xác định rõ địa vị pháp lý của chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa trên trường quốc tế. Người yêu cầu các quốc gia tôn trọng thực tế lịch sử hiển nhiên đó. Kính chào Linh Mục Phan Văn Lợi ạ. Vâng, xin kính chào anh Trần Quang Thành và tất cả quý vị khán thính giả đang nghe chương trình. Thưa Linh Mục Phan Văn Lợi, cách đây 71 năm, Việt Minh, tức là Đảng Cộng sản Việt Nam, lợi dụng vào lòng yêu nước của người dân đã đưa ra nhiều khẩu hiệu hấp dẫn để mà lôi kéo người dân đứng lên làm cách mạng, và họ đã cướp được chính quyền. Sau khi cướp chính quyền thì chính phủ Hồ Chí Minh có ra tuyên bố 6 điểm để mà giải quyết trước mắt cái tình hình cấp bách của đất nước. Trong đó điểm thứ 6 có nói vấn đề là tự do tôn giáo và đoàn kết tôn giáo. Linh Mục nghĩ thế nào về tự do tôn giáo và đoàn kết tôn giáo của nhà nước Cộng sản suốt 71 năm qua? Vâng, kính thưa quý vị, thì sau khi mà ông Hồ Chí Minh đưa ra 6 cái điểm, tức là 6 nhiệm vụ cấp bách đó, mà cái điểm số 6 là tuyên bố tự do tín ngưỡng và lưỡng giáo đoàn kết, thì đến ngày 14 tháng 6 1955, ông ta đã ra một cái gọi là sắc lệnh tôn giáo, đây là sắc lệnh số 234, gồm có 5 chương và 16 điều để nói về cái gọi là cái quyền tự do tín ngưỡng theo cái con mắt của nhà cầm quyền cộng sản. Bây giờ là có lẽ trước hết chúng ta nên xem qua cái sắc lệnh này, những cái điều mà hứa hẹn đó, rồi chúng ta nhìn lại thực tế. Thì trong 5 chương 16 điều này, cái chương 1 là bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, có những cái điều đáng chú ý. Thứ nhất là trong điều 1 thì nói rằng các nhà tu hành được tự do giảng đạo tại các cơ quan tôn giáo như là nhà thờ, chùa, thánh thất, trường giáo lý. Cái điều 2 là các nhà tu hành và các tín đồ đều được hưởng mọi quyền lợi của người công dân và làm mọi nghĩa vụ của người công dân. Điều 5 là các tôn giáo được mở trường đào tạo những người chuyên hoạt động tôn giáo của mình. Để sang cái chương 2 là đối với những hoạt động kinh tế, văn hóa, xã hội của các tôn giáo, thì cái điều 9 nói rằng là các tôn giáo được phép mở trường tư thục. Và các trường tư thục đó phải dạy theo chương trình giáo dục của chính phủ, rồi ngoài giờ dạy theo chương trình giáo dục của chính phủ có thể dạy thêm giáo lý cho những học sinh nào muốn. Đến cái chương 3 là đối với vấn đề ruộng đất của các tôn giáo, thì cái điều 10 nói rằng trong cải cách ruộng đất, khi chính phủ trưng thu hoặc trưng mua ruộng đất của các tôn giáo để chia cho nông dân, thì sẽ để lại cho nhà thờ, nhà chùa, thánh thất một số ruộng đất đủ cho việc thờ cúng và cho những nhà tu hành có điều kiện sinh sống để làm việc tôn giáo. Đến cái chương 4 là quan hệ giữa chính quyền, nhân dân và các tôn giáo, thì điều 13 nói rằng chính quyền không can thiệp vào nội bộ các tôn giáo. Thì điều 13 khẳng định rằng chính quyền không can thiệp vào nội bộ các tôn giáo. Riêng về công giáo, quan hệ về tôn giáo giữa giáo hội Việt Nam với tòa thánh La Mã là vấn đề nội bộ của công giáo. Đó là cái điều mà Hồ Chí Minh đã hứa hẹn với các tôn giáo trong cái sắc lệnh về tôn giáo năm 1955. Nhưng mà kể từ đó đến nay, hay là nói cho đúng kể từ năm 1945 đến nay, thì đó là một cái sự lừa gạt rất trắng trợn. Nhưng mà chúng ta muốn hiểu cái sự lừa gạt của cộng sản thì chúng ta nên nhớ là hai điều quan trọng. Thứ nhất là cái nhà nước cộng sản là nhà nước vô thần, mà vô thần đây là vô thần đấu tranh, thì vô thần mà của tư bản là vô thần hưởng thụ, còn nhà nước vô thần cộng sản là vô thần đấu tranh, gọi là chủ trương phải xóa bỏ tôn giáo, một là bằng bạo lực vũ khí, hai là bạo lực hành chánh. Lúc này thì dùng cái này, lúc kia thì dùng cái kia. Rồi cái điểm thứ hai của cái nhà nước đó là nhà nước là toàn trị, tức là phải cai trị tất cả mọi thực thể, mọi cơ chế, mọi công dân ở trong nước. Nghĩa là nó luôn luôn nó công cụ hóa tất cả mọi tổ chức ở trong xã hội, dù là tổ chức của nhà nước lập hay là dù là tổ chức của các công dân lập, trong đó có tổ chức là tôn giáo. Thì chúng ta xác định hai điều đó thì chúng ta mới thấy rằng
là cho tới hôm nay á, đối với các tôn giáo thì Cộng sản đã có những cái điểm như sau. Mà những cái điểm này á, là sắp được á, là đưa vào trong luật, luật là luật tôn giáo. Mà cái dự thảo gần nhất á, là cái dự thảo ngày 24 tháng 6 năm 2016. Thì á, chúng ta thấy có 3 điểm về thái độ của Cộng sản Việt Nam đối với các tôn giáo. Điểm thứ nhất á, là Cộng sản Việt Nam khống chế, lũng đoạn và xâm nhập các tôn giáo. Cái thứ hai là Cộng sản Việt Nam ban với điều kiện các quyền tự do tôn giáo mà thứ yếu. Và cái thứ ba là Cộng sản Việt Nam hoàn toàn cấm cả các quyền tự do tôn giáo là chính yếu. Về cái điểm thứ nhất á, là Cộng sản khống chế, lũng đoạn và xâm nhập các tôn giáo thì chúng ta biết rằng á, thế ở tại Việt Nam này các tôn giáo mà muốn hoạt động á, thì phải làm đơn xin phép cùng tuân thủ rất nhiều điều kiện khắt khe. Chúng ta thấy rằng bây giờ có rất nhiều giáo hội bị đặt ra ngoài vòng pháp luật, ví dụ như là giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, giáo hội là Cao Đài Chân Truyền, giáo hội Hòa Hảo Thuần Túy, rồi nhiều phái Tin Lành nữa. Mấy mà công giáo là có từ lâu và có một cái gọi là uy lực quốc tế, cho nên là không dám làm điều đó. Rồi tiếp đến á, tuy là những tổ chức xã hội dân sự chấn chỉnh hữu ích cho xã hội, nhưng mà các giáo hội tại Việt Nam chưa bao giờ được nhà cầm quyền công nhận như là những tổ chức có tư cách pháp nhân cả. Chúng tôi không bao giờ được công nhận như là những pháp nhân. Điều đó gây rắc rối, rất vô vàng rắc rối, khó khăn về mặt luật pháp và giao dịch dân sự. Ở cái điểm nữa, muốn kiểm soát hoàn toàn cả tôn giáo, nhắm biển họ thành công cụ theo nguyên tắc độc tài toàn trị đấy. Cho nên nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã và đang thành lập các giáo hội quốc doanh do nhà nước kiểm soát. Ví dụ như là giáo hội Phật giáo Việt Nam này, rồi hội đồng trưởng quản là Cao Đài này, một số hệ phái Tin Lành này, và ủy ban đoàn kết công giáo bên cạnh các giáo hội là chính thức. Đó. Điều này á, gây chia rẽ trầm trọng và là một cái sự lừa gạt quốc tế rất tinh vi. Cái điểm thứ hai trong thái độ của Cộng sản đối với các tôn giáo là chi? Là nó ban các quyền tự do tôn giáo mà thứ yếu. Tôi xin nhận là thứ yếu nhưng mà ban với điều kiện mà thôi. Đó là các quyền gì? Thứ nhất, đó là quyền xây dựng các nơi thờ phượng, các trường đào tạo, các cơ sở xã hội. Rồi quyền tổ chức các lễ hội tôn giáo lớn nhỏ và quyền của các chức sắc thì đồ được ra được ngoài để hội nhập với cộng đồng tôn giáo quốc tế hay với đồng đạo là hải ngoại. Nhưng mà một điều rất mỉa mai là các quyền đó thứ yếu đấy, chỉ được ban có điều kiện, nghĩa là chỉ cho những ai không có vấn đề về chế độ mà thôi. Cái trước hết là cho các thành viên ngoan ngoãn của cả giáo hội quốc doanh. Rồi cho những ai làm ngơ im lặng trước sai lầm và tội ác của nhà cầm quyền, cho những ai trong tôn giáo mà không đứng lên tranh đấu vì nhân quyền, dân chủ hay là vì sự vẹn toàn lãnh thổ của tổ quốc. Điều này là chúng ta đã thấy có rất nhiều ví dụ là xảy ra đối với các hồng y, các giám mục, các linh mục, các tu sĩ, thậm chí là có những cái vị mà đã bị bứng ra khỏi cái nhiệm sự của mình, như là Đức Tổng Nhiệm vụ Cô Quang Kiệt. Rồi có những vị là luôn luôn gặp khó khăn trong giáo phận như là Đức Cha Hoàng Đức Oanh. Chưa kể trong quá khứ là có những vị đã bị ám sát đầu độc như là Đức Tổng Nhiệm vụ Nguyễn Kim Điền tại Huế, rồi Cha Tổng Đại Diện Nguyễn Văn Vinh ở Hà Nội, rồi là Đức Cha Phan Đình Phùng ở ngoài Bùi Chu như vậy đó. Rồi và hiện tại cũng vậy, những cái giáo hội, những cái chức sắc giáo hội nào mà là đương đầu với nhà cầm quyền để đòi hỏi các nhân quyền và quyền tự do tôn giáo thì luôn luôn là bị khó khăn. Ví dụ như là Hòa Thượng Thích Không Tánh, Hòa Thượng Thích Quảng Độ và Mục Sư Nguyễn Công Chính đang bị tù, rồi là các chánh trị sự tên Cao Đài như là Hứa Phi, Nguyễn Bạch Phụng bị gây nhiều khó khăn trong cái sinh hoạt.
tôn giáo của họ. Rồi, cái điểm thứ ba, cái thái độ thứ ba của Cộng sản đối với tôn giáo là gì? Là hoàn toàn cấm cản các quyền tự do tôn giáo mà chính yếu. Thì chúng tôi điểm ra là có 6 quyền. Quyền thứ nhất, đó là mọi tôn giáo đều không được độc lập trong tổ chức nội bộ. Nhà cầm quyền tìm cách kiểm soát và ảnh hưởng lên việc chiêu sinh, huấn luyện, tấn phong, bổ nhiệm và xuyên chuyển các chức sắc lãnh đạo. Những ai mà có tinh thần bảo vệ sự độc lập của tôn giáo đều bị cản trở trong hoạt động hay thậm chí bị quả thúc và cầm tù. Như chúng tôi vừa nói là nhắc tới là Hòa Thượng Thích Quảng Độ bị quả thúc tại Thanh Minh Thiền Viện, rồi lên Tổng Giám mục Ngô Quang Kiệt thì bị đẩy ra khỏi cái ngai tòa Hà Nội để bây giờ như thế là bị giam lỏng tại cái tu viện ở Ninh Bình. Hồi trước đây của Hội trưởng Lê Quang Liêm cũng vậy, cũng đã từng gặp rất nhiều khó khăn. Lên mục Nguyễn Hoàng Lý thì đã bị tù là hơn 21 năm. Thì mục sư Nguyễn Công Chính thì bây giờ đang lãnh án tù là 11 năm. Rồi cái quyền thứ hai, quyền chính yếu thứ hai đó là mọi tôn giáo đều không được tự do trong sinh hoạt phụng thờ. Cả sinh hoạt này chỉ được tiến hành những nơi thờ tự đã được nhà nước công nhận. Các lễ nghi hay lễ hội lớn đều phải xin phép và có phép của nhà cầm quyền mới được tổ chức, bằng không sẽ bị cấm cản và giải bỏ cách thô bạo. Tôi lấy ví dụ việc đang áp đặt của thánh sinh lành tại gia, tức là họ chỉ tụ tập trong các gia đình của họ để cầu nguyện, để đọc thánh kinh, nhưng mà luôn luôn là bị sách nhiễu. Rồi các thánh thất là cao đài, các niệm Phật đường hòa hảo, và một số chùa thuộc giáo Phật giáo Việt Nam phẩm nhất từ lâu nay đã là bằng cỡ, là luôn luôn là bị nhà cầm quyền cấm cản những sinh hoạt, thậm chí là có những ngôi chùa, những sản xuất muốn xây cũng được nữa. Chưa kể là có những cái nơi mà bị nhà nước là đã chiếm đoạt hoặc là nhờ những cái giáo hội quốc dân phải chiếm đoạt. Cái quyền tự do tôn giáo chính yếu thứ ba đó là mọi tôn giáo và chức sắc đều không được truyền bá giáo lý bên ngoài các cơ sở của mình ra ngoài xã hội qua các phương tiện truyền thông đại chúng, trên mạng thông tin toàn cầu đến với mọi tầng lớp nhân dân. Trang mạng của các tôn giáo phi quốc dân đều bị đặt tên lửa, có khi bị phá bỏ, cho nên phần nhiều là trang mạng đó đều phải đặt ở nước ngoài. Mọi giáo hội, kể cả giáo hội quốc dân, không được phép lập nhà xuất bản, đài phát thanh, đài truyền hình hay là được có tiếng nói trên hệ thống truyền thông quốc gia mà vốn là xây dựng bằng tiền thuế của toàn dân, trong đó có các tín đồ. Ngược lại, nhà cầm quyền dùng toàn bộ hệ thống giáo dục học đường và giáo dục đại chúng để quảng bá các sự vô thần và phỉ báng các giáo hội. Điều này là đã có vô số bằng chứng. Đến cái quyền thứ tư, quyền tôn giáo chỉ thứ tư đó là chi? Mọi tôn giáo đều không được góp phần giáo dục giới trẻ qua hệ thống giáo dục từ tiểu học đến đại học. Ở trên kia sắc lệnh của ông Hồ Chí Minh là nói rằng được quyền lập chủ tục, nhưng mà đó là một sự lừa gạt. Không có một tôn giáo nào ở tại Việt Nam này được lập ra trường giáo dục, hệ thống giáo dục từ tiểu học đến đại học, một cái điều mà họ đã được hưởng từ trong chế độ Việt Nam Cộng Hòa. Hiện thời là các giáo hội chỉ được mở trường mẫu giáo, nhưng mà dưới sự kiểm soát đủ mặt của chế độ có khi còn bị đóng cửa tùy tiện. Ví dụ như là trường Mầm non Ánh Sáng của giáo hội Mennonite thuần túy tại Bình Cát, Bình Dương của mục sư Nguyễn Hồng Quang. Nghĩa là mọi tôn giáo đều bị cản trở trong việc gieo rắc tình thương, sự thật, óc tự do, tinh thần nhân bản và ý thức dân chủ cho các thế hệ. Đến cái quyền thứ năm, đó là các tín đồ thuộc các giáo hội chính truyền đều không được bổ nhiệm vào các chức vụ cai quản điều hành trong giai tầng xã hội, trong bộ máy hành chính, trong hàng ngũ quân đội. Sĩ quan mà có đạo cao cấp nhất là cấp tá mà thôi. Rồi cũng như là trong hệ thống giáo dục, mọi hiệu trưởng tại Việt Nam dù là tiểu học, trung học đều phải là đảng viên cả. Không bao giờ có một hiệu trưởng nào gọi là theo một tôn giáo
Thế, từ ra là những kẻ đã bỏ tôn giáo của mình. Hà ngũ công an thì tuyệt đối là vô tôn giáo. Cộng sản Việt Nam không muốn thấy đức tin tôn giáo gây ảnh hưởng tục lệnh lên bộ máy cai trị của một chế độ vô thần độc đảng. Trong khi đó thì Hồ Chí Minh nói rằng là mọi chức sắc và tín đồ đều có mọi quyền lợi như mọi người dân khác, đó là một điều là dối gạt. Cái quyền thứ sáu, quyền tự do tôn giáo thứ sáu mà chính yếu là chi, là mọi tôn giáo đều bị nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam ngay từ năm 1954 tước đoạt vô số tài sản vật chất, trong đó có những điện thờ, trường học, nhà in, ruộng đất, cơ sở xã hội và tài khoản ngân hàng mà chẳng bao giờ trả lại cả. Hiện nay các giáo hội đều không có quyền sở hữu ruộng đất, không được chủ động mua bán đất đai, nhà cửa để mở rộng hoặc thu hẹp cơ sở tôn giáo cho phù hợp với nhu cầu hoạt động của mình. Chúng ta mới thấy cái ví dụ gần nhất là chi, là chùa Liên Trì của Hòa Thượng Thích Không Tấn thế bị ép buộc phải dời đi. Mà nếu thầy không dời thì chắc chắn là nó sẽ cưỡng chế. Bên cạnh đó là hai cái cơ sở khác của công giáo là nhà thờ Thủ Thiêm với là dòng Bến Thánh Giá Thủ Thiêm cũng đang trong tầm ngắm của là chính quyền Cộng sản ở tại quận 2 Sài Gòn. Dòng Thiên An là một cái cơ sở đã thành lập từ năm 1940 mà cho tới bây giờ thì Cộng sản vẫn tìm cách mà chiếm đoạt cho được. Sau năm 75 là đã chiếm đoạt rất nhiều rồi, để làm một khu vui chơi giải trí. Khu vui chơi giải trí thất bại, bây giờ vẫn nuôi cái mộng là làm một khu du lịch sinh thái, cướp thêm đất của nhà dòng. Thế là thậm chỉ trong một tấm là 7 hectare thì chỉ cho nhà dòng được khoảng 10 hectare mà thôi. Đó là cái ý định của họ đấy. Thế, và vô số cái hàng ngàn cái cơ sở của các tôn giáo khắp cả Việt Nam đều bị cùng chúng số phận ngay từ 1954 cho đến hôm nay. Thưa quý vị, đó là cái thực trạng về các tôn giáo tại Việt Nam lúc này. Nó cho thấy là Cộng sản là hoàn toàn là dối gạt trong vấn đề là tôn giáo, hoàn toàn coi tôn giáo như là một cái gì đó mà phải diệt. Có khi thì bằng cách là dùng bạo lực vũ khí, có nơi dùng cái bạo lực vũ khí và có khi có nơi thì dùng bạo lực là hành chánh. Thưa Linh Mục Phan Văn Lợi, Linh Mục một liệt kê ra tất cả những sự dối trá và phản bội của giới cầm quyền Cộng sản sau khi lên nắm chính quyền thống trị Việt Nam đối với tôn giáo, từ chỗ hứa hẹn rất nhiều điều là hấp dẫn đến chỗ là đi ngược lại những điều đó và tước hết các cái quyền tự do tôn giáo và tự do có những tài sản của tôn giáo. Vậy phải chăng các tôn giáo là cứ im lặng để cho họ làm như vậy, thưa Linh Mục? Thưa quý vị, các tôn giáo đã có lên tiếng để mà phản đối rất nhiều rồi. Các giáo hội, hàng chức sắc của các giáo hội như chúng ta biết là đã từng lên tiếng, có những cái văn thư, những kháng thư ý, mà người ta thấy từ lãnh đạo của ít nhất là năm tôn giáo lớn tại Việt Nam là Phật giáo, Công giáo, Tin Lành, Hòa Hảo và Cao Đài. Nhưng mà cho tới bây giờ thì nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam vẫn bỏ ngoài tai tất cả những cái đó. Bởi lẽ, có lẽ vì một lý do là các tôn giáo chưa vận dụng tất cả sức mạnh của mình. Mới đây, trong cái vụ mà gọi là thảm họa môi trường 4 tỉnh miền Trung đó, thì chúng ta bắt đầu thấy là có cái sự vận dụng sức mạnh của tôn giáo để đòi công lý. Trước mắt là đòi cái sự an lành cho môi trường biển, sự là bồi hoàn cho các nạn nhân từ Formosa, rồi là cái việc mà phải đem Formosa ra tòa án, thì cái sức mạnh đó đã biểu lộ ra nơi giáo phận Vinh. Từ hơn 2 tháng nay là chúng ta thấy tại giáo phận Vinh đã tổ chức nhiều cuộc xuống đường một cách rất quy mô. Từ các giáo sứ mà mỗi lần xuống đường như vậy là cả hàng ngàn người. Nhưng mấy hôm 15 tháng 8 rồi là
trên 30.000, mà người ta nói còn có lẽ còn đông hơn nữa. Thế là đi xuống đường, các linh mục đứng đầu, các linh mục dẫn đầu, các giáo dân theo sau trong trật tự, trong ôn hòa, nhưng mà cũng với những cái thái độ rất quyết liệt, đưa ra những cái băng rôn, thế nói lên những điều mạnh mẽ, ví dụ như là Formosa là quy trình diệt dân, rồi nhà cầm quyền, nhà chính phủ và Formosa đang giết hại, là con cái giáo phận Vinh đang giết hại dân tộc Việt Nam, hoặc là nhà cầm quyền đang bán Việt Nam với giá 500 triệu đô la cho Formosa, tất cả những cái đó. Thì chúng tôi thấy rằng nếu cả tôn giáo biết dùng sức mạnh của mình, bởi vì từ thân cả tôn giáo là có tổ chức, cả tín đồ tôn giáo là có kỷ luật, cả cái chức sắc trong tôn giáo là có uy lực với những người tín đồ, thì nếu mà người ta vận dụng được sức mạnh đó, bắt chước các giáo hội ở bên Đông Âu từ cuối thập niên 80 đến đầu thập niên 90 đấy, thì các tôn giáo có thể làm nên được là lịch sử, có thể góp phần để mà củng cố, để mà đòi lại công lý, tự do, dân chủ cho Việt Nam. Xin cảm ơn linh mục Phan Văn Lợi ạ. À.